Ông Điền dạ là Tiên trong kiểm tra quản liền trong kinh chất quản liền giáo sứ Mã Ta giáo đoàn Đức Mẹ La Vang. Kính thưa Hội đồng Mục vụ, và quý đoàn thể và cộng đoàn dân chúa hôm nay, sự hiện diện của quý vị với tình thương vô lượng cầu cho linh hồn Anna là người thân của tăng gia chúng con hôm nay. Chúng con không biết nói gì hơn với công đức cao trọng này mà quý vị đã dành cho người thân và gia đình tăng gia chúng con. Một lần nữa chúng con không biết nói gì hơn. Sự ra đi của người thân chúng con rất đột ngột, vì chúng con phân diệu ở đây thì ở xa, thì đến 5-6 tiếng hồ mà không biết. Và nhiều khi lộ đường một xã nữa đến đây thì quá trễ và không được hội ý vì giúp đỡ của gia đình nhiều, đến có nhiều sự thiếu sót và tám điều bối rối. Một lần nữa giờ đây bên cạnh thi hài của người thân chúng con và sự hiện diện của quý vị, chúng tôi hết sức cảm động vì mọi sự rất là trang nghiêm, buổi lục kinh rất là tốt đẹp, lễ ca của đoàn ca đã dâng lên Thiên Chúa cho gia đình chúng con và cho linh hồn an lạc, rất đẹp, hy vọng và tập phụ thải cho Thiên Chúa cho linh hồn chúng con. Và gia đình được con xin vâng Phật, vâng lời Thiết Giũa và Đức Mẹ đã cho tên Hồ Hàng Na sở về Tượng Gia Thành của một lần nữa. Chúng con xin được nói sao hơn nữa là xin hết lòng biết ơn và cảm tạ tri ân của cha và quý vị và tất cả đã dành phương tiện cho tăng gia chúng con trong đêm cầu kinh hôm nay.